It was a setup. Hey, yo, chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với con đường lắc ấp và bị khóa nhé. Và tiếp tục đây. Ở tập trước là Team Mason này chơi đẹp nên mà ở lại cản đường cho đồng đội bị bắt rồi. Mình đưa tới một cái trại lao động gọi là Vokuta. What did they do to you, Mason? What didn't they do? Vô trọng có thông đích chứ làm gì? Cổ thân thanh niên Mason này giờ đang bị bắt ép mới nhớ là những ký ức. Because Castro and Dragovich were working together. Yeah, you were a gift. Yeah. Đúng rồi, thằng Mason mình giống như là một cái món quà của bọn kia. Tức là nó có cái gì nó cần mình ở mình đó. Thế nên nó cho mình đi tù mà nó cũng giết rồi. Thử nghĩ coi một cái thằng mà nó tới nó ấm sát đến giết anh em mà anh em bắt sống được nó mà anh em không giết mà lại bỏ tù nó là có vấn đề, đúng không? Trừ khi là anh em có một cái gì đó để nó lợi dụng hay là nó cần ở anh em nó mới tha cho anh em sống. Nhưng mà định mà nó đưa vào đây thì chả khác gì liên quan anh em. Và mình ở trong cái trại đó cả một năm trời. Hơn một năm trời. Đây bắt đầu mình nhớ về ký ức ở trong tù đây. Nhật ký ở trong tù. Victor Reznov. Victor Reznov. My friend. Tên là biết người Nga rồi đó. Một đấm. Chạm cho tấm đầu à. Như những cái lộ người ta giống như tấm đầu cha đó vậy. What to ta lên sâu ba sân phát thanh người. Sao bị bàn. Hey, Smolach. Ok, mấy thanh kia, mấy thanh niên kia là chỉ đứng dòm đúng hả? Phải nồi thôi. Cái đầu chọc nè. Reznov. Là bạn thôi. Trời Mason. Ơi, hai anh bạn già này trò every rồi. Journey begins with a small step. Bắt đầu bằng một bước đi. This đây là bước một. À, là đập đầu lấy chìa khóa đúng không? No. Giờ chúng ta chỉ Vokuta. What is step two? Ha là gì? Đổi dậy từ bóng tối, thấy sáng chân mà. Bước ba. Ấy à, định mệnh này tao đang. Cái tinh thần anh đang lên mà mấy thằng này nó nhẹo. Xin con thú có cánh rồi xin ai ta? Bước sáu. Ha, lò chém nhau cái lần bước sáu mẹ rồi nè. Mới được tới bước 3 là bước 4, bước 5 là bận mẹ rồi. Còn quái vật. Glad you're friends. Còn thật đấy. Đi chắc phải cao một, chắc mét 9 ấy. Tại vì Hoa Sinh mình là đặc vụ ấy. Đặc vụ của Mỹ thì thường mình nghĩ là cái tiêu chuẩn để vô là mét 8 chứ mét 85. Thậm chí mét 8 không có cửa được. Mét 85 trở lên. Kiểu như vua bằng thanh niên này. Thì nó lực thật ấy. Hơi là nó là phe mình. Rez, you should get trust in America. Năm 47. À, cái thù nhân năm 47 này đang nghi ngờ mình. He and us are not so different. We are all so mình đang khởi nghĩa without an arm. Mà không tin tưởng. Betrayed, forgotten, abandoned. In Vokuta, là những chiến binh nhưng mà thiếu quân, thiếu gì gọi là ta? Thiếu quân đội, thiếu tổ chức. Ôi trời ơi, má ơi nó thốn. Trời ơi. Rớt nè, một cái súng nè. Hai khẩu nè, ba khẩu nè. Nhưng bằng một cái thần kỳ nào đấy, méo thấy tim mình nó lộng mà chỉ có mình thôi. Reznov, your men must know this is suicide. Victory cannot be achieved without sacrifice, Mason. We Russians know this better than anyone. Prepare yourself, men. Hãy chuẩn bị đi mọi người. Do đây rồi. Mason, tấn công lên trên được không? Quá. Bên này, bên này, bên này, bên này, bên này. Ấy, phải tin những anh có râu. Anh có râu mà lãnh đạo thì tỉnh lắm anh em à. Quy tính. Trời, tôi bắn gà vậy trời.
móc à mày, xuống móc à mày. Mình ngồi xuống mình di chuyển cho chắc anh em ạ. Lỡ ăn đạn lạc thấy mẹ luôn, nó bắn mình xuống máy đó mấy cha. Nhưng không phải là bắn thường thường đâu, phát được rớt đầu ấy. Này nó nhìn tháp canh nó bắn kinh quá. Cái này là nó tái đạn xuống luôn cái này. Sợ thật, sườn trái. Ôi, nó cái gì? Bước 3, mưa lửa. Hãy xem sự khéo léo của Bason khi biến rác thải thành vũ khí như thế nào. Thấy không? Vậy là cái vũ khí này là của mình chơi á. Mình bỏ giờ mình mới biết luôn à. Lần đầu chơi tiếng Anh có biết đâu đây có hiểu mẹ thế này đâu. Bước 4 là giải phóng con quỷ. Đứng lên. Đừng bao giờ bắt niềm tin với các đồng chí. Nhiều tháng lập kế hoạch ba sân à. Chúng ta sẽ không dừng lại. Chúng ta sẽ không dừng bước. Chúng ta sẽ làm tự do hoặc chết để cố gắng. Hay quá. Trời ơi, kế hoạch này đã lên đã từ mấy tháng trước rồi. Bảo sao à. Ý với kịch bản được viết sẵn. Ở này đó này. Đó, nhưng còn chủ chốt đi chung với nhau con này thấy không? Đó. Sergey! Break open the arms lockers! Mason! Sao lại không dùng cái rìu mà xúc con kia đem theo để mở lắp cửa này trời. Mục tiêu này chỉ có lực thôi đem. Thiếu mù. Bây giờ mình phải lên đây để mình cover. À, bây giờ mình được chơi cái trò của mình. Bắn ná. Cái này mình nhớ là phải canh cao được chút xíu này. Đó. Rồi, quay cái chưởng lên đó mà. Này thì hơi xa vậy. Này. Lắm. Đấy, hơi xa chút xíu này. Xa lắm luôn ấy. Còn tháp này. Lắm. Lấy một khẩu sọc gân. Reinforcements will soon arrive to defend the main army. Just as we planned. How do we achieve step 5? Mason's weapon will soon be ready. Shoot the lock, Mason. Vũ khí à? Follow me. We will burn this hellhole to the ground. Sọc gân bị bá rồi. Bây giờ núp này. Ôi mà sọc lên bắn xa yếu vậy. Nhìn mình thấy cái khẩu súng AK đây. Thì mình chưa biết gì luôn. Mình sử dụng được hai khẩu không ta? Không quá, mình nghĩ là một súng chính và một súng lục thôi. Không cho nó xuống. Bắn đâu mà rác, trời. Bắn đâu nhờ. Hay quá, trời ơi mấy anh ơi, mấy anh cover đỉnh luôn á. Đỉnh thật sự luôn. Cánh này thoáng anh. Móc lốp thành trưởng. Hope this works. Mason, grab the harpoon. Choose your moment. Bắn. Mày chạy hộ. Rồi mày khỏi chạy luôn đi con. Rồi xuống luôn. Chà. Theo kịch bản là mình sẽ bị một cái thanh mảnh vỡ nó bay tới nó suy chết, tức là hết game. Thì pha chạy này hơi thốn nha. Trời ơi, nghĩ sao mà băng đạn chỉ trữ 20 mấy viên. Cười. À, mày đây rồi. Phóng lựu nè. Anh em chuẩn bị vô lục thịt để nướng nè. Rớt, nó rớt tay ra rồi đó nè. Ngu nè. Thở sự quá. Ê, bộ giờ, ê, cô bơi. Ây gì vậy? Trời ơi. Thịt có cái đống thằng luôn, nó để nó vả mình ném chết à. Không được, tin tưởng đồng đội được.
Bụng mình nghĩ rồi. Thì tiếp theo mình sẽ là kho vũ khí. Kho vũ khí của bọn này báo động như chúng tôi vậy. Rồi tội quá, nhiên cũng mày thanh niên nó tự tử hay là gì gọi là đi sinh nè. Mở cửa. Ôi, lũ đèn. Ai, đùng. Cái người được mình đâu. À, cái đùng hỏi thật hôn thế. Từ, yêu máu, yêu máu, yêu máu, yêu máu. Chỉ ba nó xuống là không kịp bóng lụ anh em ạ. Giật nó bóng lụ nè. Lộng thịt nè. Cái này nó dài dữ gì trời. Chết chưa? Thêm về binh nữa. Binh đâu này nó lắm thế. Đừng để chúng vào. Đây. Chơi nó. Bảo vệ. Ai dạ, phải bảo vệ à. Chết mẹ rồi, mình bắn bồ mình chết luôn rồi. Nó trâu quá. Ui, trâu bắn lông. Ai da, mình phải bảo vệ ông nít nó ra. Ui, lúc này mình cầm sọc kinh nó mới hợp lý anh em à. Phải cái tưởng rồi. Giờ vụ mẹ rồi. Mình sọc kinh đâu mà cầm đây. Ủa, nó đu dây xuống rồi. À, có rồi, có sọc kinh rồi. Mình tạm thời phải bỏ xuống cái phóng lụ này đi rồi. Sọc kinh đâu. Đây. Chắc sọc lên mới chịu nổi mấy thằng mặc giáp kia đây mà. Có lựu đạn không nhỉ? Giờ là ném lựu đạn. Đúng rồi, ném lựu đạn đây mà. Mày chịu nổi hai thằng con nhóc. Mày mày đùa với tao à. Thôi mà đại ca ơi, đi đâu nữa. Ấy. Người đọc tết. Người nó học lên lẻ vậy. Nó đụng đạn lên. Đâu lên, tao cũng chết. Ây da, đâu thế. Mày nhá mày. Thằng nhóc. Giữ nguyên vị trí anh em ơi. Đừng lung lay. Mày tưởng mày mặc giáp là mày ngon hả? Giáp cái chúng. Đâu quá. Mà nó bồ mình cái đống luôn mà. Để mình bị phá làm sao vậy. Ảo thật đấy. Ảo này. Đang bỏ kê đây, đại ca ơi. Thằng này khá, chỉ được 3 viên. Ui la, đây rồi. Chúng mày lên ở đây, đâu để em mấy anh ơi. Mấy thằng này là không tính tiền luôn. Ê, từ. Cái hướng này qua hả? Hạn có hạn. Như là lúc đầu là 1000 viên hay sao nhỉ? Thôi rồi. Tuổi
tôm. Phí đạn quá. Nếu nghĩ ra là mình phải để dành nữa chứ nào. Lên. Cha ơi. Tôi cầm cái sáo nào mà tôi tưởng đâu là tôi mẹ có cái gì đó nó ghê gớm lắm. Công nhận với cái vũ khí bây giờ ghê gớm thì anh em ạ. À. Nó kiểu như mình là super hero luôn á, super ta đâu. Giết cô một rồi né đi, còn 500 viên rồi. Là mình bắn tiếp kiện lắm luôn rồi đó, mình không dám dũi á. À có con GP trên đây à. Ai né. Đi á. Khúc này té tôi gớm nhau. Ổn đấy. They use tear gas. Breathe. You never left me. Ông ấy chỉ từng bỏ tôi. Trời ơi, đúng luôn. The door will not hold them forever. We do not have much time. Within this shrine to the hypocritical decadence of our Kutus leaders. Place the key to step 8. Đây rồi, con chiến mã. Freedom. Freedom, tự do. Ngon luôn, ngon luôn. Bây giờ là mình tổ lái của hai anh em nhà tôi đây anh em nè. Chưa, sao tự nhiên tôi đã nói đi lẹ vậy. Né đi, tôi cán chết bây giờ, nhóc. Come on, Mason, faster, faster. Trái để bắn luôn, mệt để bắn luôn này. Ha. Đây, cho biết cái này gọi là cowboy đây. They're not letting us go without a fight. Cúp. Cúp. Ai. Cúp. Đừng có bắn được ai đâu trời. Sao mà tốc độ này mà đang bắn. À thằng kia. Mày đua à. Đâu rồi. Mày bắn nữa đi. Mày bắn hộ bố đấy. Mày bắn. Đây rồi. Đây mới gọi là tự cho đây. Ôi trời ơi. Hết sáu nòng rồi bây giờ tới súng này. Thứ gì chịu nổi. Cứ thế mà dũi thôi. Đi bay mà đùa. Bay mà ngon của chúng tôi à. Ấn bể lớp xe nè con. Thôi không mấy cái thằng đi xe mô tô bớt bớt gì được không. Né né ra giùm cái. Tùi mũi quá. Thì mà tính toán như thần luôn rồi. Sao biết được đây có đoàn tàu chạy qua vậy. Your turn. Come on. Step 8, Reznov. Freedom. For you, Mason. Not for me. What? Reznov. Bây giờ tới lượt ông đánh nó ở lại để bảo vệ mình ha. Phải đạn không? Rồi bị chặn rồi kìa. But that was the last you saw of Victor Reznov. Yes. At least for a while. Trời, tôi nói chết rồi. He didn't make it out. Vãi cái đàn. Reznov was a communist. How did the CIA know you weren't compromised? They tested me. They knew I wouldn't break, and I won't break now. The government wanted Dragovich. They wanted you to kill him. Yeah. And there were others. Others I was supposed to kill. Who? Who, Mason? Là ai Mason? Rồi, chúng mình đang bị cái đầu luôn em ơi.